Anh tôi đi đang nói gì đây? Nói nữa đi. Ôi trời, ôi trời, lấy mấy ảnh của bố ra nghịch như này á? Hả? Hả? Thôi, cất đi, đợi mang về với bố mắng cho. Chị thôi, không được nghịch đi, đứng lên. Đi. Đứng lên. Cất cất vào túi cho bố. Đi. 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 Chân như thế nữa. Okay. Mẹ gọi điện thoại, bà gọi điện thoại cho bố mình về xem nào. Nhá, gọi điện thoại về cho bố mình về xem là mẹ Tony nó đang nghịch như này. Alo. Cứ đi bà gọi điện thoại này nhá, về bố mắng rồi đấy. Không có cái đấy. Đi nhá, lại đẩy nhá, đẩy nhá, đẩy đây nhá, gì nhá, gì cất đi chưa, cất vào túi đi, cất vào túi cho bố về. Mẹ sợ, bà sợ bố mắng bà á. Cất đi, này, cất đi mai hỏng đi cũng chụp được ảnh, mở ra, nhá. Đồ chơi của cậu đây. Cậu cất đi, cậu cái thắt lung tung beng này. Cậu cởi giải khai đơn. Áo để cởi ra để xuống đất nha. Nhanh lên. Đấy, cất đi cho bố nha. Nha, vệ sinh không được như kiểu bố nha. Sợ đó. Nha. Vệ sinh. Vệ sinh làm gì đó. Vệ sinh đâu. Ba đây. Chán nhỉ? Chán chưa? Ở bé chưa? Hết đấy. Ừ đấy, ui, hết đến đâu. Ừ đấy, hết to. Ừ đấy. Tôi đi ra xem em hát được cười không? Nhanh lên. Cất chưa? Cất hết rồi chưa?